cơm hay xôi? Cơm lam. Xin nói anh chị ơi. Xin nói anh em nhỉ. Đây anh. Cơm lam. Cơm. Ông nhục xin rồi anh. Có cơm lam với thịt là thành 55. À, lấy cho chị một phần. Mua này không? Phải này không? Mua đây nè. Mua tầng chỗ đi. Không em không có mua rồi, bỏ thứ luôn.